đầu thôi. Cái kiếp kìa. Cái này vừa mới chút chung cho đó chung, tôi có dùng quá trang bị của má. Ngay mới lấy cường hóa trang bị không à? Chưa lấy gì hết á. Ai lấy 7 đặt chơi cho vui đi. Rảnh rỗi làm gì? Không có quái rồi. Rớt đội kìa, có nên qua bên này không? Này nè, mình cứ chung vô góc trước nè. Cái gì là sách sách tháng vậy? Quái, có quái, có Thiếu Lâm treo kìa, có tim treo nè, dưới nè. Ủa sao tự nhiên bơm máu vậy? Ra là phải... Ê, cường hóa trang bị chung nè, ý nè, khống chế, một cái ẩn thân. Nhà chưa có bí kíp nha bà con ơi, có tim, có tim. Ê, có mình, có mình, có mình giáo, có mình giáo. Ủa chạy rồi hả? Mình hơn quân hàm đó mà, sợ gì? Búp cho thích kìa, búp cho thích đi, cứ, cứ cái đi. Đã búp đi, dăng vô nhà rồi, lùi lại đi, thích lùi lại thích ơi, thích lùi lại đi. Khoan lùi lại đi nha ơi, từ từ bơm máu đi rồi lên đừng. Anh đang xử năm độc đã, trời ơi, sao đâu. Còn cái trứng nữa nha, chú ý nha. Năm độc lên trứng rồi. Còn không có đau ở phía sau lưng mình kìa. Rồi lên, hạ đi tới trước đi, đi tới trước đi, lên trước đi, đừng có quay lại sau. Ê, à, cẩn thận, thích, thích, thích. Vô dòng, vô dòng. Rồi, mình giáo chạy rồi. Trước đi rồi, từ từ, đúng, tìm hiểu không bao giờ rồi. Chi búp máu và búp mà chúng bị quái đánh là nó mất cái tác dụng đó nha. À mình giáo chạy lên trên luôn rồi. Ê, có thằng kiếm nữa, chạy đi ơi. Đừng đi gấp, đừng đi gấp. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Chưa có bí kíp, cho xin bí kíp sơ cũng được. Này mẹ ơi. Thu Linh mất rồi, không biết có đứa nào ăn không. Tim treo, tim treo, tim treo. Ơi, ơi, có cung lông nha, có cung lông nha. Bỏ bỏ thần rồi, bỏ thần. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Xuống đi, xuống thích, xuống thích. Đừng ham, đừng ham mạng, đừng ham mạng. Lùi lại, có con tàn kiếm. Đã có dòng không? Có dòng. Ở dưới có người nha, dưới có người nha, ở dưới có người nha. Mình nghe mất né à, có đường môn dưới á, đường môn dưới á, thích. Nó mất cổ cung rồi. Nó bắn vô thích chứ đâu. Bắn vô nhà ai. Rồi rồi xong rồi. Xuống thần ơi, xuống thần ơi. 777 bỏ bỏ lên 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 cho thần bơm máu lại. Rồi bơm máu, bơm máu. Đã nói có ham đi từ từ em đang hết chút máu, có ham đi từ từ thôi, đừng có ham giành mạng. Cái mà ham giành mạng là cái chết đó, kêu mình chưa có đồ. Có thấy mà cái yếu yếu cái nhào vô. Anh bị thiếu bí kíp sơ thôi, hồi nãy giờ không có thất thám được cái này. Nè nè, bơm lại đây nè, đập chậm chậm nè, cho đầy máu đi. Qua trái nha. Rồi. Tại vì team mình là team nam, bởi vậy nên đừng có cứ đi từ từ, đừng có ăn túi sơ chơi. Cường hóa nha, có rồi. Phải đâu. Vậy đâu? Trước mặt có người nha, trước mặt có người á.
Ôi nó thiên nhẫn tàng hình này. Tiêu dao bị lóc. Ơ à, gì vậy gì vậy 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 vậy. Anh nấp gốc rồi, anh nấp gốc rồi, nấp gốc rồi. Ờ nãy giờ mình chưa có ngựa nữa ta. À biết kiếp sơ, trời ơi. Má này để con nghe mi chạy thoát, con mi uống đi. Rồi mình xém thôi, xém chết. Thôi chưa có ngựa nha. Kìa con cung lôn, cung lôn, cung lôn. Rồi có thất thám rồi, nghe mi kìa, nghe mi kìa. Giết nghe mi đi, bắt con lôn lại cái. Nghe mi chết. Cung lôn đang quýnh quýnh ngay nè. Rồi con lôn chết. Kiếp ngựa. Đi kiếp chung. Thú cưỡi. Rồi đặt chồng yên lại. Ê có phái gì nữa kìa. Ê thôi ao tượng mình đây, mình đây. Nè em có một cái ẩn thân nè, bây giờ anh có một cái ẩn thân. Nè con, bây giờ ẩn thân vô. Giờ ẩn thân đi vô. Quốc cho ẩn thân cho anh đây, em vô lóc lên cho. Rồi vô ấy trước đi, em sẽ có gì để sao em nhảy vô bơm má nạp dòng cho. Hai ẩn thân vô đi. Rồi nó mở rồi nha, có ba đao nha. Có ba đao và tiêu dao nữa, tiêu dao ẩn thân rồi. Tiêu dao ẩn thân rồi nha. À, nó nhặt đồ hay gì rồi. À, không có đồ ngon, không có đồ ngon chứ phải là nó nhặt. Cho cái khống chế này đi. Mũi cắn ta. Đi đâu? Trời ơi hụt. Chờ anh. Ê bắt đầu bắt đầu. Quá anh con lông chết nè. Ha, con lông vậy mà dai vãi thật. Chết rồi. Tiêu dao nó dưới á. Đứng vô cái giọng này mẹ. Ha, thủ lĩnh ở trên kìa. Ơi ai ăn cái ẩn thân đây rồi. Đi đâu? Lên trên xong cua. Đi đi chúng nhau, lên ngựa nhưng đi chúng nhau. Từ 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 thích đây đợi đợi thuận thích đây. Không phải em cố tình em đi đùa lùa phía sau á, tại vì em sợ đi ba đứa chung nó lắm. Ê đây này đây nè. Rồi tiêu dao bị lóc nè. Ê cái lóc ở đâu? Ờ nó chạy dưới kìa. Lên ngựa rượt nó. Rồi, tiêu dao chết nè. Không biết ai giết luôn. Túi cao. Thủ lĩnh trên. Ê, dưới con thiên vương nhà sau lưng á. Có tiền, tiêu dao. Ok, tiêu dao mất mé. Tiêu dao bị kéo, tiêu dao bị lóc. Tiêu dao ăn thất thám. Tiêu dao đã chết. Rớt cái rương coi có gì không. Không có gì hết. Bớt mất rồi, bớt mất rồi. Cẩn thận. Thích vô đang bớt thì nhai đi vòng vòng cho. Nhai hồi lóc rồi. Kìa thiên vương kìa, nó chạy rồi. Chừng nó ẩn thân vô xây nha.
Không có gì, em sẽ đặt cái dòng khi mà rớt đồ lên cho cái dòng này. Kìa kìa, nó lên kìa. Rồi nó bị lóc rồi, để nó cho nó lên cái quần luôn nè. Đó. Rồi nó lên quần rồi. Đá hồi sinh kìa. Ờ nó quay rồi. Nghe nhạc được cục đá hồi sinh này. Có cái cường hóa cao rồi thích ơi. Quay thích xém chứ. Rồi lên ngựa rượt nó. Rồi. Đi theo phần thôi, đi theo. Nó ở dưới nè, nó ê Thiên Minh Giáo. Ê hết lóc rồi, hết lóc rồi. À đen thật. Từ 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 thôi. Nó quay lại nó nhảy lên. Còn có 3 team thôi, team mình là mạnh nhất rồi, cứ đi từ từ, đừng cách vội. Cứ đi kỹ kỹ với nhau thôi, team mình là mạnh nhất rồi. Mình có hồi sinh nên mình nhường cường hóa cho mọi người, thấy thấy nhai lạnh nha, rung lá. Thôi chuẩn bị ra đồ, đứng ngoài đây đi. Đứng à, qua bên này nè. Nó chết rồi hả? Còn khúc mình đang thôi á. Nó cần nó đi vô nè. Đi đi đi, còn còn một con tiêu dao, một con vỏ đen. Ra đồ kìa. Đi lên trên, đi lên trên. Ê, lên trên đóng. Quay lại, quay lại. Quay lại chỗ thùng kìa. Lên trên luôn. Còn có mình đánh đường người đi. Nè, ơi lạnh quá. Ôi, có cường hóa trang bị cao. Rồi nha, đủ đồ rồi nha. Anh có bí kíp cao rồi. Rồi, lấy cái tấn công cao. Vô một khu an toàn kiếm đi. Tấn công bên này là biết cái cao này nè, tấn công này thích, thích tấn công thích. Chỗ nhai nè. Ê ảo tượng luôn. Ok, ok, ok. Chuẩn bị đặt cái dòng nha, anh đếm nha, đếm nha. Rồi đặt dòng, đặt dòng, đặt dòng. Đá hồi sinh thì thích. Nhặt đá hồi sinh lẹ nha nha, chạy qua bên trái nha, bên trái, bên trái. Trái trái. Rồi đứng đây. À, nó bị đóng tiêu rồi. Ok, đi có quái anh hồi máu được. Kêu hình như con này không nghe mít hay sao á. À, đồ quá trời đây luôn. Còn có một đứa rồi. Nó chửi rồi. Rồi kiếm nó đi. Kìa kìa kìa. Rồi nó chết luôn rồi. Chết rồi. Chắc luôn rồi. Nó có hồi sinh à. À nó xuống.